Quý anh chị mặt tiền kinh doanh ha, mặt tiền kinh doanh ta về ta ở ta kinh doanh hết rồi nè. Đó, nguyên một mặt tiền lớn như thế này, đường nhựa hết nha, nhựa. Bên kia là nhà trọ đó, bên kia là nhà trọ không, toàn bộ nhà trọ, nhà trọ nhiều lắm quý anh chị. Đằng kia cũng nhà trọ luôn, trục đường nhựa này ha. Thì hôm nay xin giới thiệu đến quý anh chị một cái sản phẩm nhà đây, trục đường chính nè, đường nhựa nhà nước nè, đi vào ha, vào có căn này thôi. Nhà sản phẩm diện tích 3x7, xây dựng một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Thì giá căn này là 450 nha quý anh chị, từ 450 đến 480 mình đều có sản phẩm nhà như thế này ha. Thì cái sản phẩm như này là 450 nè quý anh chị, nè ngoài đường nè, nè tới nè, hoàn thiện. Căn này là còn duy nhất một căn nhận nhà ở ngay, đi sớm thì còn, đi muộn thì phải chờ nhà nha quý anh chị, chờ nhà. Đường phía trước rất là rộng rãi, có làm hệ thống cống thoát nước nè, từng cái ô hố này. Đây là sử dụng nước máy nè, nước máy nhà nước nha quý anh chị, sử dụng nước máy hết, toàn bộ là nước máy. Đây, đi vào cho mình xem nè. Đó, mặt tiền ngoài có cái ban công như thế này, vào bên trong đây khá là rộng rãi nha, khá là rộng rãi. Ở dưới thì mình để cái bộ salon nhỏ nhỏ ở đây, bên đây mình để tủ lạnh đó, để máy giặt. Đây sử dụng nước máy hết rồi, nước rất là mạnh đó, nước rất là mạnh nha quý vị. Rồi bên đây là nhà vệ sinh, không gian nhà vệ sinh, nhà này mới nha, bên mình dọn dẹp vệ sinh này cho dọn dẹp vệ sinh lại thì rất là mới nha quý chị. Nhà bảo hành 3 năm nha. Rồi phía lên trên nè, lên trên cầu thang đó thì mình sẽ có được một cái nhà vệ sinh ở đây. Đây nhà vệ sinh có bồn tắm, nhà bồn cầu đầy đủ. Rồi nhà giá rẻ công nhân giờ tầm 450 kiếm không ra đâu quý chị. Đây có hỗ trợ trả góp cho quý chị nữa nha, không phải xuất cái phòng ngủ. Đây là khoảng không gian phòng ngủ, đây dư sức để một cái giường, một cái tủ. Rồi ra ngoài về thích thì làm mặt tiền giống nhà bên đây đó. Đây người ta ở hết trơn rồi ha, nguyên một cái dãy dài như thế này quý vị. Khu này nhiều nhà lắm chứ không phải có nhiều đây nha, tới 1600 căn rồi mà, nhà như thế này đó. Trên đây thì mình nghe đây có cầu thang nè, mở ra mở vô mình có thể ngủ ở trên đây nha. Đây mình làm cái lan can ngang, mình ngủ ở trên đó cũng được, rất là thoải mái. Sản phẩm này bán chạy lắm quý anh chị, nhiều anh chị mình không có tiền á, bây giờ mình phải xuống đây mình mua nhà như thế này mình ở nha, mua sử dụng là vĩnh viễn nha quý anh chị, sở hữu vĩnh viễn. Nước máy, điện, đồng hồ điện riêng hết nha. Rồi anh chị nào quan tâm căn nhà như thế này thì liên hệ mình số điện thoại 0796566837, 0727540282 để mình hỗ trợ dẫn cho quý anh chị đi xem nhà thực tế nha. Căn này thoáng lắm quý anh chị, mới có mấy bước là đã tới đường chính này, thoáng tuyệt vời, tuyệt vời nha quý anh chị. Nhớ đăng ký kênh, bấm nút chuông, bấm nút share để ủng hộ kênh Bất Động Sản Phú Vlog, quay chính xác nhà, chính xác giá, đúng trọn gói, không xài tiền ni nào. Xin cảm ơn quý anh chị.